Xin chào tất cả mọi người. Như chúng ta biết là ngày nay thì cái việc mà chúng ta ăn ba bữa thì sẽ có rất nhiều người là sẽ không thực hiện cái việc ăn ba bữa, và hiện tại thì có những người chỉ duy trì cái thói quen ăn hai bữa trên ngày, hoặc là có những người chỉ duy trì thói quen ăn một bữa trên ngày với mục đích là giảm cân. Tuy nhiên, bên cạnh những người mà chỉ ăn một bữa trên một ngày hay là hai bữa trên một ngày để đáp ứng được cái sự thỏa mãn hay đáp ứng cái nhu cầu của bản thân do tính chất là yếu tố cuộc sống hay là yếu tố của công việc, thì đối với cái nhóm đối tượng tuyệt đối bắt buộc phải tuân thủ ăn ba bữa trên một ngày và những người mắc bệnh tiểu đường thì thuộc cái nhóm đối tượng này. Bữa sáng là cái bữa mà thường bị bỏ qua, sau đó đến bữa trưa. Và đặc biệt là đối với những người sống ở trong thành phố thì thường người ta đi làm rất là sớm và đến tối về, nên chính vì vậy là cái bữa tối là cái bữa tụ tập, là bữa cơm của gia đình, nên là đầu tư rất là nhiều những cái món ngon để là làm sao là bù lại cái khoảng thời gian là bữa trưa và bữa sáng. Tuy nhiên có nhiều người cho rằng là ăn bữa tối là bữa ăn dành cho kẻ thù nên họ không ăn. Nếu như vậy thì đặc biệt đối với người tiểu đường, nếu như mà bỏ qua bữa sáng và bữa tối như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến đường huyết. Chính vì vậy trong cái video clip đầu tiên này chúng tôi muốn chia sẻ cái tầm quan trọng của bữa ăn sáng cho những người bị bệnh tiểu đường. Theo thông tin từ tạp chí Dinh dưỡng thì dựa vào kết quả nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm tiểu đường ở Đức, nếu như một người khỏe mạnh bỏ bữa sáng, nguy cơ mắc tiểu đường tăng cao là 1,33%. Kết quả này dựa theo nghiên cứu trên tổng số là 96.175 người, và trong một tuần nếu bỏ bữa sáng từ 4 đến 5 lần thì tỷ lệ mắc tiểu đường tăng đến 55%. Con số này không hề nhỏ đúng không ạ? Ở nước ta thì tỷ lệ bỏ bữa ăn sáng là chiếm khoảng 25%. Như vậy thì cứ 4 người sẽ có một người bỏ bữa ăn sáng. Có một số nghiên cứu cho thấy rằng là những người mà béo phì hay là thừa cân thì tỷ lệ bỏ bữa ăn sáng rất là cao. Theo suy luận của tôi thì có thể những người thừa cân béo phì họ nghĩ rằng họ giảm bữa ăn sáng để giảm cân, nhưng tuy nhiên thì họ sẽ có những cái thói quen như ăn vặt hay là ăn về đêm. Một vài nguyên nhân nữa bỏ bữa ăn sáng của người Việt Nam đôi khi là quá bận rộn vào buổi sáng, hay là đôi khi chúng ta muốn ngủ thêm nữa, ngủ nướng nữa vào buổi sáng. Và có một số người thì đang trong cái chế độ ăn kiêng, tức là nhịn ăn ngắt quãng. Và chế độ nhịn ăn ngắt quãng này có thể rất là hiệu quả đối với những người khỏe mạnh, nhưng nếu đối với người tiểu đường thì có thể mang lại những cái hậu quả rất là tồi tệ. Trong cái khoảng mà thời gian chúng ta bỏ bữa ăn sáng đến bữa ăn trưa thì lúc này cái lượng đường huyết có thể giảm đột ngột, sẽ dẫn đến cái tình trạng ăn quá đà bữa ăn trưa. Và theo xu hướng thì bữa ăn trưa chúng ta sẽ ăn rất nhiều những cái thực phẩm có chứa tinh bột. Nó giống như là chúng ta ăn cơm hay ăn những thứ như là bột mì hoặc là ăn những trái cây quá đà. Và ở những người bị bệnh tiểu đường thì điều vô cùng quan trọng là chúng ta cần phải duy trì mức đường huyết ổn định. Vậy thì nếu như đối với những người bị mắc bệnh tiểu đường mà nhịn ăn sáng, sau đó đến bữa trưa thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng là cái đường huyết của chúng ta bị tăng vọt. Điều này nếu như mà cứ lặp đi lặp lại thì sẽ dẫn đến là tổn thương mạch máu và sẽ dẫn đến những cái biến chứng liên quan đến mạch máu. Các biến chứng liên quan thì thường là những cái biến chứng về võng mạc, biến chứng về bàn bàn chân, suy thận và các bệnh liên quan đến tim mạch và mạch máu não. Đường huyết tăng vọt đây là cái thuật ngữ xuất phát từ Nhật Bản. Đối với người bình thường thì đường huyết tăng lên và giảm xuống rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên trong trường hợp mà đường huyết tăng vọt đó, thì đường huyết sẽ tăng lên rất là mạnh và sau khi ăn, nhưng sau đó sẽ giảm đường huyết cũng rất là mạnh. Và đặc biệt là đối với những người mà bị bệnh tiểu đường, nếu như chúng ta có thói quen nhịn bữa ăn sáng đến trưa với ăn thì sẽ rất dễ xảy ra tình trạng là đường huyết tăng vọt. Chính như vậy các bạn cần lưu ý những cái thông tin này. Nếu như các bạn thấy video clip này hay và hữu ích, đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh để các bạn theo dõi được phần 2 về tầm quan trọng của bữa ăn tối đối với bệnh nhân bị mắc tiểu đường. Xin chào và hẹn gặp lại.